Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 26 tháng 9, tại km 488 quốc lộ 1A ở Hà Tĩnh, xe đầu kéo mang biển kiểm soát 38C-08589 kéo theo rơ móc 38R-00440 chở cát do Phạm Ngọc Hà, trú ở xã Hồng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An điều khiển chạy theo hướng Bắc Nam. Khi đến đoạn qua xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, chiếc xe bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt. Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt dập lửa. Sau gần 1 giờ dập lửa, đám cháy mới được khống chế. Vụ hỏa hoạn không có thiệt hại về người, nhưng chiếc xe bị thiêu rụi hoàn toàn. Theo tài xế Phạm Ngọc Hà, khi đang chạy trên đường, xe bị mất phanh. Sau khi dừng xe xuống kiểm tra, bất ngờ ngọn lửa bốc lên bao trùm đầu xe. Chủ xe là ông Phan Văn Tiến, trú tại xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Xe này đang vận chuyển cát phục vụ công trình. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.